Ngày này năm ngoái, 25 tháng 5, Jose Mourinho đưa AS Roma giành chức vô địch UEFA Europa Conference League. Người đàn ông cá tính ấy đã khóc nức nở sau khi cùng câu lạc bộ giành tấm vé lọt vào trận chung kết và sau chiến công lịch sử, những giọt nước mắt lại rơi trên khuôn mặt của người hạnh phúc. Những giây phút đẹp mắt nhất của trận đấu, kết hợp với tiếng nhạc hào hùng gợi lại cho người hâm mộ biết bao xúc cảm không thể nào quên của một đêm huyền diệu tại Tirana. Jose chia sẻ với truyền thông, tôi sẽ đặt chiến thắng tại Conference League cùng Roma ngang hàng với chức vô địch ở bất kỳ đấu trường châu Âu nào khác, vì nó mang lại cho tôi những cảm xúc thật mãnh liệt. Ở một vài câu lạc bộ, danh hiệu châu Âu là hệ quả tự nhiên của sự đầu tư và của những kỳ vọng. Tôi thật may mắn vì trong số 5 lần vô địch, 4 lần là ngược với lẽ tự nhiên đó. Ví dụ như với Porto, gần như không ai nghĩ chúng tôi sẽ vô địch châu Âu, ở Inter cũng vậy. Và thậm chí với Roma, sự kỳ vọng còn ít hơn thế nữa. Những danh hiệu này được giành lấy chính bằng sự điên cuồng và đam mê, bởi vì đó cũng là một trong những mối quan tâm chính của tôi với tư cách là một nhà quản lý. Mang lại hạnh phúc cho người khác là điều đẹp đẽ nhất trên đời. Và trong trường hợp của Roma, đó là một chiến thắng rất đặc biệt. Thưa ông Jose Mourinho, 5 trận chung kết châu Âu, 5 chiến thắng. 20 năm kể từ trận chung kết đầu tiên của ông cùng FC Porto, mọi thứ đã thay đổi như thế nào kể từ đó? Tôi đã trở thành một huấn luyện viên giỏi hơn, một con người tốt hơn, còn DNA trong tôi thì vẫn như vậy. Và tôi đặt động lực, niềm hạnh phúc và sự khát khao chiến thắng trong từng khoảnh khắc vào DNA của mình. Đó cũng là tất cả những giá trị mà tôi cố gắng truyền lại cho các cầu thủ. Tôi không muốn thấy những căng thẳng, áp lực, mà chỉ đơn giản là niềm vui khi được tham dự trận chung kết này, niềm vui khi nhớ lại từng trận đấu trên con đường mà chúng tôi đã đi qua để tới được đây. Công việc của huấn luyện viên rất khác so với công việc của một cầu thủ. Thời gian trôi qua, một vị chiến lược gia sẽ dần trở nên giỏi hơn, bản lĩnh và giàu kinh nghiệm hơn. Những chàng trai theo đuổi sự nghiệp quần đùi áo số phải trông cậy nhiều vào cơ thể của mình, thứ có thể sẽ không còn nghe lời họ khi bước sang độ tuổi 30 hoặc 40. Mặt khác, huấn luyện viên với bộ não ngày càng trở nên sắc sảo, nhạy bén với vốn kiến thức tích lũy ngày một lớn dần. Họ có thể sẽ dừng lại và bỏ cuộc khi không còn động lực. Nhưng đó không phải là trường hợp của tôi. Những khát khao chiến thắng trong tôi luôn lớn dần qua năm tháng. Thưa ông Jose Mourinho, ông sẽ cảm thấy sao khi một ngày nào đó ông rời khỏi Roma? Tôi hy vọng cổ động viên Tottenham không hiểu nhầm ý tôi, nhưng đội duy nhất trong sự nghiệp tôi không cảm thấy mặn mà là Tottenham. Với những đội khác, tôi luôn cảm thấy gần gũi. Có lẽ do quãng thời gian của tôi ở câu lạc bộ gắn liền với thời điểm sân vận động trống rỗng vì dịch Covid-19 và chủ tịch Daniel Levy không dành nhiều sự ủng hộ cho tôi. Ngày tôi rời Roma sẽ rất khó khăn về cảm xúc, nhưng tôi sẽ hướng về đội bóng mọi lúc có thể như với các đội trước đây, ngoại trừ đội của ông Levy. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha trải qua quãng thời gian 17 tháng làm việc với Tottenham, song phần lớn thời gian chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Mourinho không có nhiều niềm vui khi dẫn dắt Spurs. Dấu ấn lớn nhất của người đặc biệt là đưa gà trống lọt vào chung kết League Cup năm 2021. Tuy nhiên, Tottenham gây sốc khi sa thải Mourinho ngay trước trận đấu quyết định. Kết quả là đội bóng thành London tiếp tục trắng tay từ năm 2008 tới nay. Ngược lại, Mourinho chứng tỏ giá trị sau khi chia tay Spurs. Ông giúp AS Roma góp mặt ở trận chung kết cúp châu Âu thứ hai liên tiếp trong 2 năm, sau khi giúp Roma giành chức vô địch châu lục đầu tiên trong lịch sử ở mùa trước, Europa Conference League, người đặc biệt tiếp tục đưa đội bóng thủ đô tiến đến chung kết Europa League. Trong lịch sử 95 năm, không huấn luyện viên nào đưa Roma vào nhiều trận chung kết cúp châu Âu hơn Mourinho. Trước khi Mourinho gia nhập đội vào mùa hè 2021, Roma chỉ có 2 lần vào chung kết cúp châu Âu, European Cup năm 1983 đến năm 1984, UEFA Cup năm 1990 đến năm 1991, và đều thất bại. Với Tottenham, họ tiếp tục chìm trong nỗi thất vọng. Mùa này, họ đứng trước nguy cơ không có suất dự cúp châu Âu. Huấn luyện viên Antonio Conte chỉ trích đội bóng hồi tháng 3, Tottenham là một tập thể thiếu chuyên nghiệp. Họ không có mục tiêu thi đấu. Đó là lý do trong suốt 20 năm qua, câu lạc bộ này chẳng có danh hiệu nào.